Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trên kênh BTB, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 9, chương trình có nhiều nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo với các địa phương. Thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Tuy Hòa có phương án cụ thể thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo thuận lợi cho người dân cũng như lực lượng thực thi nhiệm vụ, để đến ngày 12 tháng 9 có thể hạn mức giãn cách trên địa bàn. Chủ trương chung là sẽ bảo vệ bằng được vùng xanh và tiến tới là mở rộng vùng xanh và thu hẹp gần dần những cái vùng đỏ, vùng nguy hiểm để là dập tắt dịch một cách là bền vững. Phú Yên lên top 10 cập nhật kết quả tiêm chủng lên hệ thống so với kết quả tiêm thực tế. Lễ khai giảng đặc biệt của học sinh Phú Yên với nhiều hình thức linh hoạt thông qua kết nối Internet. Vì ngày 5 tháng 9 năm 2021, tỉnh ủy Phú Yên có kết luận số 125 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngày 4 tháng 9 năm 2021, hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy sau khi nghe đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Báo cáo số 442 ngày 4 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và ý kiến thảo luận của các đồng chí dự họp, Ban Thường vụ tỉnh ủy thống nhất kết luận như sau. 1. Ban Thường vụ tỉnh ủy ghi nhận biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua. Hiện nay công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh ta đã bước đầu đạt được những kết quả khả quan, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh từng bước được kiểm soát. Tuy nhiên, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh ở nhiều địa phương trong cả nước, chúng ta cần tiếp tục nỗ lực khống chế, kiểm soát tình hình, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Việc khống chế tuyệt đối là rất khó khăn. Để đảm bảo an sinh, an toàn cho nhân dân, tiến tới từng bước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp, người đứng đầu các sở ban ngành địa phương. 1.1. Đồng chí bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, thủ trưởng các sở ban ngành tiếp tục trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt mạnh mẽ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo đúng các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch ở địa phương, cơ quan mình. Các cơ quan đơn vị rà soát bổ sung các phương án kịch bản phòng chống dịch trong mọi tình huống, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là khi xuất hiện các trường hợp F0, F1, F2 tại cơ quan đơn vị. 1.2. Các địa phương tiếp tục thường xuyên rà soát, đánh giá nguy cơ để có giải pháp phòng chống dịch phù hợp theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, trên tinh thần cao hơn một mức, sớm hơn một bước. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giữ vững mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ, thực hiện tốt 5K cộng vaccine, cộng công nghệ trong phòng chống dịch. 1.3. Chuẩn bị đầy đủ đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, lực lượng để thực hiện tiêm vaccine nhanh chóng kịp thời theo kế hoạch phân bổ của Trung ương, hướng tới sớm nhất tiêm đủ liều vaccine cho người dân, ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. 1.4. Thực hiện quyết liệt các giải pháp để đảm bảo an sinh cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, người dân ở trong các khu cách ly phong tỏa, các khu vực thực hiện giãn cách xã hội, lưu ý các đối tượng yếu thế, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Khẩn trương triển khai hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên tinh thần thuận lợi nhất cho người dân theo quy định. 1.5. Tiếp tục thực hiện tốt việc đưa người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương theo kết luận số 114 ngày 7 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, đảm bảo an toàn phù hợp yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. 1.6. Khi thực hiện giãn cách xã hội phong tỏa, cần đảm bảo việc di chuyển của người dân khi thực sự cần thiết được thuận lợi, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, đảm bảo lưu thông hàng hóa được thông suốt, mọi lúc, mọi nơi, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc an toàn mới sản xuất,
phải an toàn. 1.7. Rà soát các nguồn lực, tăng cường tiết kiệm chi, nhất là các khoản chi chưa thực sự cần thiết để tập trung nguồn lực cho phòng chống dịch. Có phương án và sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để kịp thời hỗ trợ các địa phương khác khi có yêu cầu. 2. Thống nhất việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh như đề nghị của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tại tờ trình số 413 ngày 3 tháng 9 năm 2021 với các thành viên như sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. 3. Giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh. 3.1. Lãnh đạo chỉ đạo thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm chỉ huy trưởng. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn tham gia trung tâm để kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình, chỉ đạo địa bàn phụ trách. 3.2. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng phương án kịch bản lãnh đạo chỉ đạo việc phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. 3.3. Chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng phương án huy động phân bổ các nguồn lực xã hội tham gia phòng chống dịch, đảm bảo thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Trần Hữu Thế đã ký ban hành quyết định số 1161 QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên. Theo đó, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống COVID-19 tỉnh Phú Yên do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hữu Thế làm chỉ huy trưởng, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Phó Chỉ huy trưởng thường trực, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế và ông Trần Trọng Hiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Chỉ huy trưởng. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống COVID-19 tỉnh Phú Yên còn có 49 thành viên là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các hội đoàn thể, các sở ban ngành, trung tâm, các trường, đại học cao đẳng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Trung tâm còn có 3 thư ký giúp việc. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống COVID-19 tỉnh Phú Yên có nhiệm vụ giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các sở ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan có liên quan và địa phương trong việc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các sở ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch khẩn cấp của Chính phủ, Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Trung tâm chỉ huy có trách nhiệm tổ chức thực hiện đôn đốc các sở ban ngành và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện báo cáo về tình hình phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu. Các thành viên trung tâm chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chỉ huy trưởng phân công công tác thành viên thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chức năng nhiệm vụ được giao. Chỉ huy trưởng, các phó chỉ huy trưởng sử dụng con dấu của cơ quan nơi đang công tác để hoạt động. Sở Y tế là cơ quan thường trực của trung tâm chỉ huy. Trung tâm chỉ huy tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai, ngày 6 tháng 9, thành phố Tuy Hòa sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo quyết định mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó các phường 2, 3, 4, 6, 9, Phú Đông, Bình Ngọc tiếp tục áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Những xã phường còn lại thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố Tuy Hòa đã có phương án cụ thể tận dụng từng ngày, từng giờ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo thuận lợi cho người dân cũng như lực lượng thực thi nhiệm vụ, nỗ lực đến ngày 12 tháng 9 có thể hạ mức giãn cách trên địa bàn toàn thành phố. Về vấn đề này, chúng tôi đã phỏng vấn ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Tuy Hòa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì hết hôm nay, hết ngày 5 tháng 9 thì thành phố Tuy Hòa sẽ thực hiện theo cái quyết định mới. Trong đó thì một số xã phường tiếp tục áp dụng chỉ thị 16 của Chính phủ, còn các xã phường còn lại thì sẽ nới lỏng giãn cách theo chỉ thị 15. Vậy thì thành phố Tuy Hòa làm thế nào để có thể đảm bảo thực hiện các quy định? Thì cái việc mà áp dụng hai cái biện pháp giãn cách khác nhau thì thành phố cũng đã chỉ đạo tất cả các địa phương cùng với các ngành chức năng thành phố là xây dựng cái phương án cụ thể cho các cái biện pháp trong cái thời gian 7 ngày sắp tới.
cho đến ngày 12 tháng 9. Gồm cái thứ nhất là về cái quy định đi lại, kiểm soát đi lại để thực hiện cái giãn cách. Thì theo nguyên tắc là những cái đơn người dân ở trong cái vùng địa phương mà đang thực hiện chỉ thị 15 thì được phép đi lại trong phạm vi địa phương mình mà không phải xin phép. Nhưng mà ra khỏi địa phương thì phải xin phép để đảm bảo cái yêu cầu giãn cách. Thứ hai thì những cái địa phương mà đang thực hiện chỉ thị 16 thì tiếp tục thực hiện nghiêm các cái biện pháp giãn cách theo nguyên tắc ai ở đâu thì ở yên đó. Và để đảm bảo đi lại trên toàn thành phố và các cái biện pháp mà nới lỏng cho các cái khu vực mà thực hiện chỉ thị 15 thì về nguyên tắc thì có một số cái nội dung vẫn thực hiện cao hơn mức chỉ thị 15, như là tất cả các cái dịch vụ mà ăn uống thì không được bán ăn tại chỗ mà thực hiện bán mang về, cũng như một số cái hoạt động thì chỉ được phép hoạt động khi mà cái phương án phòng chống dịch được cái cơ quan chức năng thẩm định phê duyệt thì mới được hoạt động. Những cái hoạt động nào sẽ tiếp tục tạm dừng cũng như là những hoạt động nào thì sẽ nới lỏng dần? Ông có thể cụ thể thêm về cái vấn đề này. Đối với cái vùng mà thực hiện chỉ thị 15 thì các cái hoạt động kinh doanh, buôn bán và các cái dịch vụ thì được phép, trừ những cái dịch vụ như là ăn uống, nhà hàng hoặc là các cái cơ sở massage hoặc là karaoke, các cái hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, cỡ cả tắm biển và trong công viên thì vẫn tiếp tục dừng. Những cái hoạt động tụ tập mà quá 10 người bên ngoài cái cơ quan công cộng, cũng như là các cái cuộc họp mà trong phòng mà kín mà có trên 20 người thì cũng tiếp tục bị hạn chế. Các cái khu vực giáp ranh giữa các cái phường xã mà thực hiện chỉ thị 15 và các phường xã thực hiện chỉ thị 16 thì sẽ không tránh khỏi những cái tình huống phát sinh gây khó khăn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ. Vậy thì thành phố Tuy Hòa đã có những cái kế hoạch cũng như là định hướng như thế nào trong giải quyết những cái tình huống này thưa ông ạ? Thì chắc chắn là khi triển khai thực hiện đối với các cái địa phương giáp ranh thì sẽ có những cái khó khăn, kể cả cho lực lượng quản lý cũng như cho người dân. Thành phố sẽ có cái phương án cụ thể phân công lực lượng, mà theo nguyên tắc chung là cái địa phương nào mà thực hiện 16 thì sẽ quản lý nghiêm ngặt cái di chuyển trong phạm vi địa phương mình, và những địa phương mà thực hiện chỉ thị 15 thì sẽ phải bảo vệ cái vùng gọi là vùng xanh của mình bằng cái phương án là kiểm soát đi lại, để kết hợp giữa hai cái phương pháp để làm sao chúng ta thực hiện đúng cái chủ trương chung là sẽ bảo vệ bằng được vùng xanh và tiến tới là mở rộng vùng xanh và thu hẹp gần dần những cái vùng đỏ, vùng nguy hiểm để là dập tắt dịch một cách là bền vững. Vâng, và xin ông có thể cho biết thêm về những cái giải pháp cũng như là những cái mục tiêu cụ thể mà thành phố Tuy Hòa mình đặt ra để có thể là phấn đấu sau ngày 12 tháng 9 sẽ mở giãn cách đối với thành phố. Để mà đảm bảo thực hiện đến ngày 12 tháng 9 thành phố là chấm dứt được dịch bệnh và hạ cấp giãn cách thì cái ưu tiên số 1 vẫn là cái việc xét nghiệm sàng lọc ở những cái vùng có nguy cơ cao và xét nghiệm sàng lọc những cái đối tượng mà có nguy cơ ở vùng xanh, vùng còn lại. Và cái quan trọng thứ hai là tiếp tục kiểm soát chặt cái di chuyển của người dân, đặc biệt là các cái nhóm mà có nguy cơ cao đi về từ vùng dịch, các cái doanh nghiệp mà tham gia vận tải và các cái hoạt động đi lại giữa địa phương với cái vùng có dịch thì cũng phải thực hiện nghiêm cái phương án phòng chống dịch và quản lý nhân viên, người đi lại của mình làm sao cho chặt chẽ. Đấy là những cái biện pháp kiên quyết. Và để mà đảm bảo thì thành phố có giao các ngành chức năng là xây dựng một cái phương án là khôi phục các cái hoạt động sản xuất một cách rất là cụ thể, chi tiết, từ các hoạt động kinh tế, các cái hoạt động thương mại dịch vụ, các cái hoạt động về giáo dục và cái nhiệm vụ về củng cố cái hệ thống y tế, và đặc biệt là cái kế hoạch để triển khai tiêm cái vaccine diện rộng cho toàn dân theo cái vaccine được phân bổ của tỉnh và của trung ương. Và cái nhiệm vụ quan trọng mà để phòng chống dịch lâu dài bền vững là kiện toàn lại cái hệ thống y tế cơ sở đúng theo tinh thần là 4 tại chỗ, và tinh thần là mỗi phường xã là một pháo đài chống dịch và mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch.
thì những cái nhiệm vụ đó thì đang được triển khai một cách đồng bộ và quyết liệt. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, Phú Yên vừa vươn lên top 10 cả nước về việc cập nhật kết quả tiêm chủng lên hệ thống nền tảng quản lý kết quả tiêm chủng COVID-19 so với kết quả tiêm thực tế. Đây là nỗ lực của ngành thông tin và truyền thông y tế tỉnh trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng chống dịch. Theo đó, tính đến 17 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2021, tổng số mũi tiêm 1 và 2 cập nhật lên hệ thống là 151.484, trên tổng số mũi tiêm thực tế là 147.690, đạt tỷ lệ hơn 102%. So với ngày 20 tháng 8, tỉnh ta đã tăng đến 47 bậc trên bảng xếp hạng tỉnh thành thực hiện nội dung này và hiện xếp thứ 7 trên 63 tỉnh thành cả nước. Người dân có thể tra cứu chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 của mình trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử hoặc trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19. Những người đã tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19 sẽ có chứng nhận màu vàng, còn người tiêm đủ hai mũi sẽ có chứng nhận màu xanh. Thời gian tới, khi tỉnh triển khai tiêm chủng đại trà, người dân có thể đăng ký tiêm chủng trên app sổ sức khỏe điện tử, sẽ được cơ quan chức năng lên danh sách và gọi điện hoặc nhắn tin thông báo lịch tiêm cụ thể cho mỗi người dân. Việc cho phép đăng ký trước thông qua ứng dụng điện thoại giúp hạn chế tương tác giữa người đi tiêm và người phụ trách xác nhận thông tin, giảm mức nhập liệu so với cách làm thông thường. Thưa quý vị, với con số ước tính khoảng 10% thai phụ mắc COVID-19 có diễn tiến nặng rơi vào nguy kịch, việc tiêm vaccine phòng dịch bệnh là nhu cầu cấp thiết đặt ra để đảm bảo sinh mạng của cả mẹ và bé. Sau khi Bộ Y tế cho phép, tỉnh đã triển khai việc tiêm phòng cho nhóm đối tượng này và trong đợt tiêm vaccine lần thứ 12 của tỉnh diễn ra vào sáng nay, gần 200 phụ nữ đang mang thai đã được tiêm vaccine phòng bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên. Chị Nguyễn Thị Thắm đang mang thai ở tháng thứ 8, công tác tại Ủy ban nhân dân thị trấn Chí Thành, huyện Tuy An. Công việc thường xuyên tiếp xúc nhiều người, nguy cơ dịch bệnh cao, lại chưa được tiêm vaccine nên chị rất lo lắng. Chính vì vậy, khi có thông tin Bộ Y tế cho phép người đang mang thai được tiêm vaccine, chị Thắm đăng ký ngay. Covid này là rất là nguy hiểm, mà được chế độ ưu tiên cho bà bầu là mình rất là mừng. Thì trước khi tới ở đây thì cán bộ ở đây, nhân viên y tế là tư vấn rất là kỹ, đã hướng dẫn cho mình là tiêm loại thuốc nào, vaccine nào. Đó, thì sau khi tiêm thì có hướng dẫn mình là tới phòng nghỉ ngơi, chờ đợi theo dõi sức khỏe. Nếu có triệu chứng thì mình quay lại bệnh viện để theo dõi. Đang mang song thai ở tháng thứ 8, chị Lê Thị Thu Thuận được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe và siêu âm tình trạng thai nhi kỹ trước khi thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19. Chị Thuận cho biết bản thân đang mang thai giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên tâm lý luôn lo lắng, căng thẳng vì sợ nhiễm bệnh sẽ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Thời gian qua, chị đã cập nhật liên tục thông tin về vaccine COVID-19 và luôn hồi hộp chờ đợi với hy vọng sớm được tiêm. Tại vì là em mang song thai nên là trong mùa dịch này em cũng sợ là Covid thì ảnh hưởng tới con em. Nhưng mà em nghĩ là tiêm vaccine thì đầu tiên là em có kháng thể cho em, sau đó là có kháng thể cho con em nữa. Sau khi được khám kỹ như thế này thì em cảm thấy yên tâm hơn. Để đảm bảo an toàn cho thai phụ và thai nhi, Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên đặc biệt chú trọng việc thăm khám, sàng lọc trước khi tiêm chủng. Những trường hợp mang thai từ 13 tuần tuổi trở lên đảm bảo các vấn đề sức khỏe và thai nhi ổn định được bố trí cho tiêm trước. Bệnh viện cũng điều phối lực lượng bác sĩ ứng trực đảm bảo việc cấp cứu kịp thời các trường hợp có phản ứng sau khi tiêm. Trong ngày đầu tiên triển khai, bệnh viện đã tiến hành tiêm cho gần 200 phụ nữ đang mang thai. Tất cả các nhân viên y tế phụ trách tiêm chủng thì đã được tập huấn và tổ chức theo một cái quy trình tiêm chủng như là quy trình tiêm chủng của các điểm tiêm khác. Tuy nhiên thì nó có thêm là cái yếu tố là có thai, ở phụ nữ có thai cho nên phải kiểm tra khám sàng lọc cái yếu tố có thai trước, và cho nên là vấn đề mà kiểm tra khám sàng lọc thì nó phải kỹ càng hơn. Cùng với việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trong cộng đồng trên toàn địa bàn tỉnh để sớm đạt độ bao phủ vaccine, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai việc tiêm vào vaccine cho nhóm phụ nữ đang mang thai tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên. Đây là giải pháp nhằm bảo vệ thai phụ và thai nhi trước nguy cơ tấn công của dịch COVID-19, đồng thời ngăn chặn rủi ro bệnh có thể diễn tiến nặng trong trường hợp không may bị mắc COVID-19. Một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và mang theo vũ khí nóng vừa bị lực lượng tuần tra công an thành phố Tuy Hòa bắt quả tang. Lúc 19 giờ 45 phút ngày 4 tháng 9,
tổ tuần tra phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự của Công an thành phố Tuy Hòa phối hợp cùng lực lượng Công an phường Phú Đông tổ chức tuần tra tại khu vực đường Phạm Đình Quy, phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Khi tổ tuần tra ra hiệu lệnh, đối tượng không những không chấp hành mà còn định rút một khẩu súng từ trong người ra để chống trả, nhưng đã bị tổ tuần tra nhanh chóng khống chế. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng công cụ hỗ trợ loại Zulu và 5 viên đạn cao su. Khám xét người đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện tạm giữ 2 gói ni lông chứa ma túy ketamin có khối lượng 1,6 gram. Qua làm việc, đối tượng khai nhận tên là Trần Văn Lại, sinh năm 1996, thường trú thôn Đông Bình, Hòa An, huyện Phú Hòa và khai nhận đã mua khẩu súng trên tại thành phố Hồ Chí Minh với giá 10 triệu đồng. Kết quả test nhanh cũng cho thấy đối tượng dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Tuy Hòa tiếp tục điều tra làm rõ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh báo cáo nhanh về công tác phòng chống dịch đến 19 giờ ngày 5 tháng 9 như sau. Toàn tỉnh phát hiện 27 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, lũy kế 2.780, trong đó thành phố Tuy Hòa 19 ca, 14 ca F1, 3 ca về từ thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch đón công dân ngày 15 tháng 8 và 22 tháng 8, 1 ca về từ Bình Dương theo kế hoạch đón công dân ngày 29 tháng 8, 1 là tài xế lái xe tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh. Thị xã Đông Hòa 1 ca là tài xế lái xe tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh, huyện Tuy An 1 ca về từ Bình Dương theo kế hoạch đón công dân ngày 29 tháng 8, thị xã Sông Cầu 1 ca về từ thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch đón công dân ngày 1 tháng 9. Huyện Đồng Xuân 4 ca về từ Bình Dương theo kế hoạch đón công dân ngày 29 tháng 8. Huyện Sơn Hòa 1 ca về từ thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch đón công dân ngày 3 tháng 9. Tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị 27, lũy kế 356. Khỏi bệnh xuất viện 34, lũy kế 2.393 người. Thưa quý vị, thông tin chúng tôi vừa mới thực hiện. Thưa quý vị, Phú Yên là một trong 8 tỉnh thành có tỷ lệ ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng giảm liên tục trong 14 ngày qua. Đây là thông tin được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đưa ra tại cuộc họp giao ban trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo với các địa phương dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Cuộc họp được kết nối tới toàn bộ 63 tỉnh thành phố, 705 quận, huyện, thị xã, 9.043 xã phường thị trấn trên cả nước để đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp trọng tâm phòng chống dịch thời gian tới. Cùng chủ trì cuộc họp tại trụ sở Chính phủ có các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Chính phủ có các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia, lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cùng tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng chống dịch dự tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. Dự tại các tỉnh thành có Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, các đồng chí thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tham dự cuộc họp. Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cuộc họp diễn ra sau hơn một tuần Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 được kiện toàn theo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước ngày 24 tháng 8 năm 2021. Ban Chỉ đạo được kiện toàn do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban và có sự tham gia của lãnh đạo Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ban ngành trung ương. Thay mặt Ban Chỉ đạo Quốc gia mới được kiện toàn, Thủ tướng biểu dương đánh giá cao Ban Chỉ đạo Quốc gia trước đây do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong gần 2 năm qua. Thủ tướng cho biết, một điểm khác biệt nữa của cuộc họp so với trước đây là ngoài 63 tỉnh thành phố, cuộc họp lần này được kết nối trực tuyến tới 705 quận, huyện, thị xã và toàn bộ 9.043 xã phường thị trấn trên cả nước. Những ngày qua, với sự hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, các tập đoàn viễn thông, hệ thống chỉ huy, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn phòng chống dịch đã được kết nối từ nơi làm việc của Thủ tướng Chính phủ tới tận cấp xã, phường, thị trấn. Không ai làm thay ai. Thì còn cấp trên thì phải kiểm tra đôn đốc,
cấp dưới thì phải thực hiện cái quy trình báo cáo tỉnh đề xuất vấn đề mà cao chí đây cần thiết, còn ai vào được đấy. Cuộc họp bàn về công tác phòng chống dịch nói chung, nhưng tập trung vào trọng tâm là cấp xã, phường, thị trấn. Vì vừa qua chúng ta chuyển hướng phòng chống dịch theo phương châm mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ. Theo Thủ tướng, điều này rất phù hợp với hệ thống chính trị Việt Nam, vì người dân sống ở xã, phường, thị trấn là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất, tiếp xúc nhiều nhất, trực tiếp nhất với dân. Xã phường cũng có tương đối đầy đủ các thành tố của hệ thống chính trị theo cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Khi chúng ta đang thực hiện giãn cách thì nhiệm vụ chống dịch là ưu tiên đầu tiên. Hiện nay chúng ta đang xác định một số xã phường thị trấn thực hiện cái giãn cách tăng cường như thế nào thì cái nhiệm vụ chống dịch là đầu tiên. Xã phường tập trung vào đây và nhân dân cũng tham gia vào. Báo cáo với các đồng chí là như vậy. Và chúng ta tư tưởng chúng ta chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Báo cáo tại giao ban, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết, đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021. Cả nước đã ghi nhận khoảng 508.318 ca mắc, 279.699 người khỏi bệnh, 55%, và 12.758 ca tử vong. Đến nay, có 10 trên 62 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới, 6 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát. Cao Bằng là tỉnh duy nhất của cả nước, tỉnh chưa ghi nhận ca mắc COVID-19, có 16 địa phương ghi nhận số mắc giảm so với tuần trước, trong đó có Phú Yên. Từ kết quả vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Thành Long nhận định, đánh giá công tác phòng chống dịch đang đi đúng hướng phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của nước ta. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp khó lường, vì vậy vẫn phải tiếp tục cầu thị, khiêm tốn lắng nghe, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để bổ sung hoàn thiện, với tinh thần không cầu toàn, không nóng vội và phải tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Tình hình dịch cơ bản đang trong tầm kiểm soát, tuy nhiên vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng và có khả năng bùng phát, do đó các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và thường xuyên xét nghiệm tầm soát phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận từ các địa phương, các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các đồng chí tham gia cuộc họp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc đánh giá, nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, chia sẻ kinh nghiệm, tích cực thảo luận đưa ra các giải pháp, thể hiện sự quyết tâm sớm kiểm soát dịch bệnh. Ghi nhận biểu dương kết quả nỗ lực của các địa phương đã nỗ lực chống dịch, biểu dương các lực lượng tuyến đầu đã tham gia tích cực, Thủ tướng chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phải tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ chủ yếu. Thứ nhất, phải thực hiện thật nghiêm ngặt các quy định giãn cách, cách ly, ai ở đâu thì ở đấy. Thứ hai, bảo đảm an sinh xã hội, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc. Thứ ba, đảm bảo người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở, để người bệnh không chuyển nặng, góp phần giảm các ca tử vong trên địa bàn. Thứ tư, phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân tại địa bàn phường, xã, thị trấn. Thứ năm, phải tuyên truyền, vận động, kêu gọi nhân dân phòng chống dịch để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm. Cái quan trọng là chúng ta đã khẳng định, chúng ta đã đi đúng hướng, chúng là đúng. Đấy, và các biện pháp để mà để chống dịch là chúng ta phù hợp với điều kiện, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Tuy nhiên là kết quả thì chưa được như mong muốn, cũng chưa cao. Thì cái phần này do cái tổ chức thực hiện ở các cấp, báo cáo với các đồng chí, cấp nào cũng có những cái tổ chức thực hiện. Chúng ta cần phải phân tích, mổ xẻ, và chúng ta cần phải thấy cái nguyên nhân, nhất là cái nguyên nhân chủ quan, để mỗi cấp chúng ta tự soi, tự sửa và tự điều chỉnh, tự bổ sung để cho nó hoàn thiện các cái biện pháp cũng như là cái cách thức tổ chức thực hiện nó tốt hơn. Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế tiếp thu những ý kiến xác đáng từ giao ban này, đóng góp ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp xác đáng trong công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Để thực hiện đạt hai mục tiêu, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Thủ tướng cũng biểu dương Phú Yên và Bình Phước là hai địa phương mới bổ sung vào nhóm đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Trong số 23 tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội, có tỷ lệ ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng giảm liên tục trong 14 ngày qua.
Theo tiêu chí kiểm soát dịch, thì các ông chí cũng thấy là trong 23 địa phương thực hiện cái giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội, thì đã có 8 địa phương trong cái nhóm 1 là đã thực hiện được cái tình hình, đã thực hiện được cái tiêu chí kiểm soát dịch. Bình Phước, Phú Yên là hai địa phương mới bổ sung vào cái nhóm đang kiểm soát được tốt dịch bệnh. Và các ông chí cách đây mấy hôm là có 6 địa phương, thì hôm nay thì có thêm 2 địa phương. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần tăng cường thực hiện các hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trên mọi địa bàn, trong đó tập trung ưu tiên chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh ở những nơi đang diễn biến phức tạp. Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm phòng bệnh là giải pháp cơ bản, chiến lược, lâu dài. Bảo vệ vững chắc các vùng an toàn dịch bệnh, ngăn chặn tuyệt đối, không để dịch bệnh lây lan ra vùng nông thôn, nơi có hạ tầng y tế còn nhiều bất cập. Cần chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và phải luôn quán triệt thực hiện nghiêm phương châm đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Đồng thời tăng cường đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch như hiện nay. Công tác tiêm vaccine phải đảm bảo đúng kế hoạch, vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Thủ tướng nhấn mạnh, khi đã giãn cách xã hội thì chúng ta đã chấp nhận hy sinh về kinh tế. Vì thế, đổi lại chúng ta nhất định phải đạt được mục đích kiểm soát dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Để làm được điều này, các địa phương phải sớm kiện toàn lại ban chỉ đạo, nâng cao vai trò nêu gương trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương. Trong lúc khó khăn thì càng phải đoàn kết, thống nhất. Và tinh thần kêu gọi, cái tinh thần rất là đã cố gắng rồi, thì các ông chí tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Đã đoàn kết rồi, đoàn kết hơn nữa, đã phấn đấu. Tích cực rồi, phấn đấu tích cực hơn. Nỗ lực rồi, nỗ lực hơn. Đã có hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt tặng quà các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 13, Quân khu 5 tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đến dự có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau hơn 2 tháng với tinh thần chống dịch như chống giặc, hiện tại tình hình dịch COVID-19 đã cơ bản được khống chế và đẩy lùi. Với quyết tâm chung sức đồng lòng giúp nhân dân tỉnh Phú Yên phòng chống dịch, Bệnh viện Quân y 13 đã cử đội ngũ y bác sĩ tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho các địa phương trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ đắc lực của Bệnh viện Quân y 13 đã về chi viện cho tuyến đầu chống dịch. Cán bộ chiến sĩ không quản ngại vất vả khó khăn, chấp nhận rủi ro nguy hiểm, xông pha vào tâm dịch với những việc làm thiết thực, qua đó góp phần giúp Phú Yên đẩy lùi dịch bệnh, sớm quay trở lại cuộc sống bình thường. Chiều ngày 5 tháng 9 tại nhà xe Phương Trang số 77 Lê Lợi, thành phố Tuy Hòa, nhận xuất phát chuyến xe đưa công dân Phú Yên ở Đồng Nai về quê tránh dịch, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên đã tổ chức vận động gửi hỗ trợ hơn 6 tấn nông sản gửi đến người dân khó khăn ở vùng tâm dịch Đồng Nai. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Huỳnh Tấn Tịnh cho biết, trước những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra đối với tỉnh bạn Đồng Nai, Hội Chữ thập đỏ Phú Yên đã kêu gọi cán bộ hội viên, tình nguyện viên trong tỉnh vận động hỗ trợ rau củ quả để chia sẻ một phần khó khăn cho bà con nghèo thành phố Biên Hòa nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung. Hơn 6 tấn nông sản đợt này gồm đu đủ, bầu khổ qua, su su với tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Số nông sản này sẽ được chuyển đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai vào sáng ngày 6 tháng 9, sau đó cấp phát ngay đến bà con khó khăn đang ở các vùng phong tỏa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay cùng với 43 tỉnh thành khác trên cả nước, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022. Với đặc thù của địa phương vẫn còn áp dụng chỉ thị 15 và một số địa phương theo chỉ thị 16, nên lễ khai giảng năm học mới được tổ chức với nhiều hình thức linh hoạt thông qua kết nối Internet trên tinh thần gọn nhẹ. Nhiều thông điệp gần gũi thân thương được gửi gắm qua lễ khai giảng đặc biệt này. Vẫn có những lời chúc mừng, động viên chia sẻ của các cấp chính quyền qua thư gửi giáo viên và học sinh nhân ngày khai trường. Vẫn có tiếng trống trường giòn giã, báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu. Dù qua màn hình của TV, máy tính hay điện thoại, nhưng nhiều em vẫn mong ngóng dậy từ sáng sớm để được hội ngộ cùng thầy cô, bè bạn.
Em Nguyễn Nam Quân, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh vẫn tương tác chào hỏi trong ngày khai giảng cùng các bạn trên fanpage của trường. Tụi con được gửi lời chào tới các thầy và cũng được tương tác với nhau và giữa các bạn và đồng thời hơn là tụi con còn được nghe tiếng trống trường và còn được hát quốc ca. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, thành phố Tuy Hòa, buổi lễ bắt đầu bằng việc thầy hiệu trưởng đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước. Ở ngôi trường có lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển này, thì có lẽ đây là buổi khai giảng đặc biệt nhất. Covid-19 đã làm đảo lộn cuộc sống, nhưng nó cũng làm cho thầy và trò thích ứng và trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn luôn nỗ lực phấn đấu để khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của tỉnh, xứng đáng với ngôi trường mang tên vị thành hoàng đất phú. Thì có một cái buổi lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến tạo ra một cái môi trường có cái sự tương tác rất lớn của nhiều bậc phụ huynh, học sinh, thầy cô và đặc biệt là cựu học sinh trên khắp mọi miền đất nước và cả nước ngoài. Thì các em cũng có thể tham gia vào cái lễ khai giảng trực tuyến của nhà trường. Nó lan tỏa một cách rộng hơn, sâu hơn và đến được đông đảo hơn. Là ngôi trường đặc thù, nơi thực hiện nhiệm vụ giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Bởi vậy nên buổi khai giảng năm học mới ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh cũng thật đặc biệt. Lễ khai giảng chỉ có ban giám hiệu nhà trường, nhưng diễn ra rất ấm cúng. Mặc dù không được đến trường, nhưng là phải nhớ là không đến trường nhưng mà không dừng việc học. Và các em là mặc dù là điều kiện khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ học tập. Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập, dù đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng các trường đã linh hoạt trong các hoạt động giáo dục, từ đó chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. Tại trường phổ thông Duy Tân, thành phố Tuy Hòa, dù đầu vào không cao và không đồng đều nhau, nhưng với sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên và các em học sinh, nên tỷ lệ tốt nghiệp những năm học vừa qua đều đạt 100%. Lễ khai giảng năm nay, bằng việc ứng dụng mạng xã hội và chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng thầy hiệu trưởng đã có những chia sẻ tới đội ngũ giáo viên và học sinh đầy ấm áp. Thì mong các em hãy nỗ lực phấn đấu trong học tập, biết yêu thương bạn bè, kính trọng cha mẹ, thầy cô và luôn tu dưỡng đạo đức để trở thành công dân toàn cầu bản sắc Việt Nam. Đó là cách tốt nhất để các em đền đáp công ơn của đấng sinh thành và tấm lòng của quý thầy cô. Năm học 2021-2022 là năm thứ hai ngành giáo dục triển khai thực hiện nghị quyết số 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đây cũng là năm học thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh cả nước đang căng mình phòng chống dịch COVID-19. Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho toàn ngành là phải chủ động xây dựng các phương án khác nhau để vừa an toàn phòng dịch mà chất lượng giáo dục vẫn được đảm bảo. Thì tôi nghĩ rằng việc khó khăn chỉ là tạm thời, mà chúng ta phải tin tưởng rằng với sự nỗ lực của ngành giáo dục, của tất cả các thầy cô giáo, sự đồng lòng, chung sức ủng hộ của bậc phụ huynh và sự quyết tâm của các em học sinh thì nhất định chúng ta sẽ vượt qua tất cả những khó khăn. Dù khó khăn nào chúng ta cũng phải vượt qua, tận dụng mọi cái thời cơ, mọi cái thử thách cũng như những cái gì có thể được để dạy tốt nhất. Một năm học mới lại bắt đầu. Hơn 196.000 học sinh ở các cấp trên địa bàn tỉnh dù không được đến trường tập trung như những năm trước, nhưng lễ khai giảng năm nay vẫn trang trọng và đầm ấm. Dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát trên địa bàn. Các thầy cô và các em học sinh sẽ được đi học trở lại và tiếng nói, tiếng cười sẽ lại rộn ràng trên sân trường. Sáng ngày 5 tháng 9, 33 trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non trên địa bàn huyện Tây Hòa tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến nhằm phù hợp với tình hình dịch COVID-19 giai đoạn hiện nay. Dự tại điểm trường trung học cơ sở Nguyễn Anh Hào có đồng chí Nguyễn Tấn Chân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư huyện ủy Tây Hòa. Năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện có 33 trường với trên 7.200 em học sinh trung học cơ sở, trên 9.600 em học sinh tiểu học và gần 1.800 em mầm non. Đây là năm học đầu tiên khai giảng, dạy và học bằng hình thức trực tuyến trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.
phòng giáo dục huyện cũng đề nghị các trường tập trung các công việc để đảm bảo thời gian, lịch học, phương pháp dạy và học trực tuyến một cách hiệu quả nhất. Đúng 7 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 9, trường Trung học cơ sở Trần Phú, huyện Sông Hình khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng được ghi hình và phát trực tiếp trên fanpage của trường đã thu hút gần 1.800 lượt bình luận chúc mừng, chia vui từ các em học sinh, cựu học sinh và phụ huynh xa gần. Năm học 2021-2022, trường Trung học cơ sở Trần Phú được biên chế 48 giáo viên, 3 cán bộ quản lý, trình độ giáo viên cán bộ quản lý đều đạt chuẩn, trong đó có 2 thạc sĩ. Năm nay, toàn trường có 780 em học sinh biên chế ở 22 lớp. Để chủ động với các tình huống phòng chống COVID-19, trường Trung học cơ sở Trần Phú đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các em học sinh thành lập nhóm Zalo để học trực tuyến, đăng ký tham gia trang Facebook của trường để nhận thông tin tài liệu học tập và các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với phụ huynh và học sinh khi đến trường. Cùng thời điểm này, 31 đơn vị trường học trên địa bàn huyện Sông Hinh cũng đã đồng loạt khai giảng. Trong năm học mới 2021-2022, huyện Sông Hinh có khoảng 13.000 học sinh từ mẫu giáo đến trung học phổ thông đăng ký tham gia học tập. Cũng trong sáng nay, đồng loạt 46 đơn vị trường học trên địa bàn huyện Tuy An tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022. Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, nên toàn bộ các trường học ở huyện Tuy An đều tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 theo hình thức trực tuyến. Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, thiết thực, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch và thể hiện tinh thần chia sẻ động viên học sinh, đội ngũ giáo viên nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ dạy và học trong năm học 2021-2022. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tuy An và các đơn vị trường học trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo, trong năm học này, toàn huyện có trên 24.200 học sinh với trên 775 lớp, tăng trên 900 học sinh và 25 lớp. Đội ngũ giáo viên đứng lớp được đảm bảo, tuy nhiên hiện nay có 12 trường học còn đang được trưng tập để thiết lập các cơ sở cách ly y tế tập trung hoặc khu lưu trú tạm thời dành cho công dân từ vùng dịch trở về địa phương, nên điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Tuy An đang khẩn trương kiểm tra, rà soát trụ sở các thôn khu phố trên địa bàn toàn huyện để trang bị bổ sung cơ sở vật chất nhằm đảm bảo điều kiện để công dân đang thực hiện cách ly y tế tại các trường học về trụ sở các thôn khu phố, sớm trả lại phòng học cho các trường, ổn định hoạt động dạy và học tại địa phương. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website www.btbphuyen.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.